Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Huy Hùng TV đây. Chào mọi người đến với video tiếp theo của mình nhé. Thì hôm nay là 29 Tết rồi. Thì trong mọi người không khí hàng xóm, mọi người ăn tất niên đã hát không khí rất là gọi là náo nức rồi. Náo nức cái ngày xuân về rồi. Thì trong nhà cũng chưa có cái cây gì để làm cảnh nên hôm nay mình sẽ ra vườn mình tìm một số cái cây để trưng ngày Tết cho mọi người nhé. Đây mọi người, mình đã đi ra ngoài vườn rau là mình bấm một cây bắp cải. Đó, một bắp cải nó đang cuốn thành bắp rồi này. Rồi mình bỏ vô chậu. Mình bỏ vô chậu rồi. Giờ mình sẽ tưới nước vào là mình đem vào nhà nha mọi người. Và tí giờ mình sẽ đi lấy thêm một cây nữa. Mọi người hãy đi theo mình để biết xem mình sẽ lấy cây gì tiếp theo nha. Chắc như bắp, chắc chắn. Thay cho mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đào lấy hai cây nha. Đã bỏ được hai cái cây bắp này vào trong chậu rồi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đưa hai cây này về nhà thôi. Mình đã chọn hai cái cây to nhất vườn, khỏe nhất vườn, rất là đẹp luôn. Bây giờ sẽ đưa về nhà nha mọi người nhá. Rồi đây này mọi người ơi, thì hai cái bắp hồi sáng mình lấy thì nó chưa có cờ và nó cũng chưa có da bắp trái non luôn, nó chưa có bắp. Nên mình đã bỏ mình đi xin hai cây khác này mọi người ạ. Hai cây này nó có cờ này, mọi người thấy không? Đó, cái cờ trên đây này gọi là cái cờ đó, và nó có trái non này này, có dâu này. Đó, cái trái này là trái non đấy mọi người nhá. Khi nào mà khoảng tháng rưỡi 2 tháng này nó sẽ tạo thành hạt đó, thì mình sẽ thay bằng hai cái bắp có cờ và có dâu rất là đẹp luôn đó. Bây giờ mình sẽ đem vào nhà trưng cho mọi người nhá. À, mọi người thấy đẹp không? Mọi người thấy đẹp không? Năm mới thì phải chắc chắn và như bắp luôn ha. Rồi bây giờ mang vô nhà trưng mọi người ạ. À, đây là mọi người, mình đã xong rồi mọi người. Mình sẽ đem một cây bắp cải và hai cây bắp ngô. Hai cái đều là bắp ha, vào trong nhà rồi mọi người ạ. Thì bàn thờ mình cũng chưa có thời gian để trang trí trưng bày trái cây nữa. Bây giờ xong cái này thì bắt đầu mới đi trưng bày trái cây bánh kẹo cho bàn thờ mọi người ạ. Mọi người thấy sao? Đó, hai cái bắp rất là cao to luôn. Mọi người biết vì sao mà mình trưng cái hai cây này không? Biết lý do vì sao không, mọi người? Rồi, tại vì ở nhà cũng không có cái mai nào trong chậu để mình đem vào đây mình trưng hết nên mình cũng phải kiếm cái bắp này để trưng mọi người. Tại vì theo mình nghĩ thì cái ý nghĩa của cái bắp này thì nó là chắc chắn. Thì qua năm mới mọi điều đều chắc chắn như bắp ha.
Rồi còn cái bắp cải này thì sao? Bắp cải này thì mọi người thấy nó đang cuốn không? Mọi người thấy nó cuốn không? Đó, càng ngày thì nó càng là cuốn to ra. Thì theo mình nghĩ thì mình trưng cái bắp cải này thì để cho gia đình mình luôn cuốn quýt bên nhau, gia đình luôn đoàn kết và sum vầy bên nhau. Đó, giống như cái bắp cải nó cuốn vậy đó mọi người ạ. Đó. Thì mỗi người có một cái suy nghĩ và cái quan điểm riêng ha. Theo mình nghĩ như vậy thì mình cảm thấy nó ý nghĩa với mình thì mình trưng vậy thôi. Đó, mọi người thấy không? Cái cây bắp này nó có râu rất là đẹp luôn. Đó. Thì năm mới thì mọi điều mong muốn là được chắc chắn như bắp. Đúng rồi. Chắc như bắp mà. Đó. Và bắp cải thì là quây quần quấn quýt bên nhau nha mọi người nhá. Đó, mọi người thấy nó cuốn không? Đó, nó cuốn thành bắp luôn á. Rồi. Thì mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau thì theo mình như vậy thì mình cảm thấy rất là vui rồi. Đó, có hai cái cây này rất là ý nghĩa ở trong nhà rồi. Mọi người thấy nồi gì đâu? Thì hôm nay nhà mình cũng đang gói bánh chưng nè mọi người ơi. Gói từ sáng tới giờ, mình nấu từ trưa tới giờ rồi mọi người ạ. Thì nấu đến khoảng 12 giờ đêm là sẽ chín đó mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, một nồi bánh chưng. Thì hôm nay là 29 Tết rồi, còn có một ngày nữa là Tết rồi mọi người ạ. Thì tranh thủ lúc đang đi nấu bánh này thì mình đi kiếm cái cây để mình trưng ở trong nhà. Mọi người thấy nồi bánh to không? Đang sôi ục 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 ục. Rất là không khí Tết luôn. Rất là không khí Tết luôn mọi người ơi. Nhà mọi người đã gói bánh chưa? Rất là không khí Tết luôn. Rồi thì bây giờ tối nay mình sẽ phải thức để mình trong nồi bánh này. Mình sẽ thức mình trong nồi bánh này phải đến khoảng 12 giờ mọi người ơi. 12 giờ thì mới vớt được. Thì mình nấu từ lúc gần 12 giờ trưa. Gần 12 giờ trưa thì mình nấu cũng gần tới 12 giờ đêm luôn mọi người ạ. Tại vì cái bánh mình gói to nên là mình cứ phải nấu cho chắc. Chắc ăn mọi người ơi. Không mà lấy ra nó lại sống thì nó lại ăn nó lại không ngon. Đó nên là tối nay mình sẽ thức để nấu tiếp nồi bánh này nữa mọi người. Bây giờ tầm 3 4 giờ chiều gì rồi. 3 4 giờ chiều ngày 29 Tết nha mọi người nhé. Rồi. Thì cũng sắp sửa sang năm mới rồi thì cũng chúc tất cả mọi người luôn bước sang năm mới luôn trước hết là dồi dào sức khỏe nhá. Bình an và hạnh phúc. Mọi điều luôn may mắn, thuận lợi trong cuộc sống ha. Rồi, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ mình luôn. Và mình cũng chia sẻ với mọi người là hôm nay là cái kênh của mình mới được bật kiếm tiền nha mọi người nhé. Cái kênh mình mới được bật kiếm tiền hôm 27 Tết nha mọi người. Hôm 27 Tết thì có một cái tin nhắn gửi về Gmail là chúc mừng bạn đã được tham gia đối tác của YouTube là được chính thức là được bật kiếm tiền nha mọi người nhé. Thì mình gửi đơn sau khoảng 4 ngày mọi người ạ. 4 ngày thì trong Tết này thì có một cái niềm vui rất là lớn luôn. Đó là cái kênh đã được bật kiếm tiền. Thật sự rất là vui luôn mọi người ơi. Chưa biết là tiền nhiều hay ít nhưng mà thấy được bật cái thành quả của mình cố gắng suốt trong một gần 1 năm qua mọi người. Gần 1 năm qua đó. Gần 1 năm qua đó thì đã được bật kiếm tiền rồi. Thì rất là vui luôn. Rất là vui luôn mọi người ạ. Đó, thì cũng chả biết nói gì hơn luôn. Luôn cảm ơn mọi người, các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Các bạn ủng hộ mình rất là nhiều luôn. Thì hôm nay vui lắm, rất là vui luôn. Thì muốn chia sẻ với mọi người như vậy. Đó. Vậy thôi cho mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái khung cảnh ở nhà mình chút xíu đi ha. Đây là cái nhà mình ở Chế Định Quán đó mọi người nhá. Không phải trên bên bên Hòa nha mọi người nha. Nhà này ở dưới Định Quán đó mọi người nha. Mình sẽ quay cái khung cảnh cho mọi người quan sát chút xíu ha. Rồi đây là cái nồi bánh chưng mình đang nấu này mọi người ạ. À, bánh chưng xanh bếp lửa đỏ. Đó, hồi sáng mình mới gói xong á. Mình gói xong rồi mình nấu á. Rồi thì đây là cái sân nhà mình nha mọi người nhá. Đó, đây là cái sân nhà mình. Ở đây thì có một cái mít nó có quả 5 6 quả như đây này. Đó.
Thì đây là cái sân nhà mình. Ở đây là chỗ bếp nha mọi người nha. Ở đây là cái sân nhà mình nha. Đó, đây là cái sân. Cái sân thì ở quê thì nó cũng tương đối là rộng, tại vì ở dưới quê thì đất rộng. Đó là cái nhà mình nè. Nhà mình thì cũng xây rất là lâu rồi, rất là cũ rồi. Và cái nhà cũng nhỏ nhỏ thôi. Đó. Hai cái hoa hồng này là mình trồng này. Cái hoa hồng này thì mình trồng rất là lâu luôn này. Nó từ khoảng năm 2009-10 tới giờ mọi người ạ. Rất là lâu luôn này. Đó. Ở đây là cái phòng khách nha mọi người nhá. Tối quá không nhìn thấy gì. Rồi. Bên này cũng có một cái hoa hồng luôn. Hoa hồng mình trồng lâu lắm rồi đó mọi người ạ. Rồi, trước cửa nhà mình thì có một cái cây mai nha mọi người nhá. Cái mai này thì nó tự mọc này. Mai nó tự mọc đây này, mai tự nhiên mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Và đây là có một cái mai mình trồng này. Cái mai này thì mình trồng lâu lắm luôn rồi. Cái mai này thì trồng từ 2004 các mọi người ạ, 2004-2005. Nó lâu lắm luôn rồi. Mai kia hoa rất là đẹp luôn. Mà thấy hoa nhiều không? Hoa sực sỡ rực rỡ luôn. Đó. Đó thì cái nhà của mình nó như vậy mọi người ạ, cái nhà nó cũng nhỏ lắm. Nhà dưới quê á. Thì mình cho mọi người tham quan cái nhà của mình. Và bây giờ mình xin chào tất cả các bạn nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Rồi, chúc mọi người năm mới Happy New Year nhé. Bye bye.